Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nguồn Review. Thì hôm nay sẽ là một cái clip rất đặc biệt, bởi vì cái sản phẩm là cái sản phẩm mình rất là thích. Thế nên nó mới là clip đặc biệt, chứ thực ra thì nếu mà đối với các bạn chắc là clip cũng bình thường rồi. Không bỏ, chúng ta sẽ đi vào vấn thẳng vấn đề. Hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm cùng nhau và nghe cùng nhau, bàn tán cùng nhau về Sidekick phiên bản giới hạn. Thực ra ấy, thì điều đáng nói nhất của Sidekick phiên bản giới hạn đấy chính là mùi hương. Nói sao nhỉ, nếu mà nói ra thì tất cả mọi thứ Sidekick phiên bản giới hạn này sẽ gần giống tương tự Sidekick thường, tuy nhiên rằng mùi hương nó quá thơm khiến mình đặc biệt yêu thích nó. Thì xin với giới thiệu các bạn đây, nhưng là chính của chúng ta Sidekick phiên bản giới hạn, mình cũng không nhớ là được ra mắt vào 2018 hay là 2019, 2018 hay là 2017 nữa. Đó, cũng khá là lâu rồi, nhưng mà hình như là 2017. Đây là một cái chai nước thơm nhất trần đời mà mình từng được ngửi. Bản chất mình không thích cái mùi hướng ngọt, tuy nhiên rằng là khi mà ngửi mùi này, mình thực sự không thể từ chối được nó. Nó quá thơm các bạn. Thì chúng ta như bình thường, chúng ta sẽ đi từ bao bì. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái chai trong suốt, màu trong suốt chứ không phải màu vàng nữa. Màu trong suốt, nắp màu đen, dạng xịt. Đó, thì trên cái nắp này thì cũng không có gì đặc sắc cả. Đó, và nắp này làm bằng nhựa trong màu ghi hay màu đen gì đấy, nhờ nhờ. Đó, trên cái nắp này thì lại là một cái hình mũi tên như bình thường thôi. Tức là về cơ bản thì đây là một chai Sidekick bình thường. Đó, như các bạn thấy này, ống màu đen. Nó thơm, thơm dã man luôn thể các bạn. Nó thơm một cách vòi xịt thì đấy, cái chỗ xịt cũng màu trắng này nha các bạn. Ngoài ra thì chúng ta không có một cái gì đấy để nhận diện cả. Đấy, đáy chai thì thực ra thì chúng ta vẫn có những cái biểu tượng về cái chất nhựa như bình thường, cũng không có một cái gì đặc sắc. Bên dưới đáy chai cũng không in một cái gì cả. Nhân vật chính của chúng ta đây, như một bình thường chúng ta sẽ có chữ Bivalent ở trên cùng, sau đấy đến tên sản phẩm, rồi đến chất sản phẩm, hiệu năng nữa, và cuối cùng là Make in Denmark. Ở đây thì chúng ta vẫn không thể nào thiếu được slogan của Bivalent. Ngoài ra thì mình sẽ đọc lại thông tin cho các bạn này. Pre-styling, heat protection, protection, shaping and hold. Tức là rút tóc vào nếp, là tăng độ giữ nếp lên. Thì trước khi sử dụng, trước khi sử dụng, bởi vì đây là một sản phẩm yêu thích của mình đã sử dụng rồi, chứ không phải là first impression, tức là một cái ấn tượng đầu tiên. Thì mình cũng nói luôn với các bạn rằng là cái này tăng giữ nếp ấy, mà giúp tóc vào nếp chắc chắn tốt hơn Sidekick Zero. Đó, điều chắc chắn. Ngoài ra thì đây là top table hold. Kiểu như là người ta muốn miêu tả đây một cái hiệu năng rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng các bạn. Ở dưới mức light hold luôn, có thể lùa tay vào tóc được, rất là nhẹ nhàng. Nói sao nhỉ, tức là muốn nhấn mạnh rằng là đây không phải một cái sản phẩm light hold, nó có thể bị trùng với power mist này, rồi nó có thể lùa tay vào được. Tuy nhiên rằng là kiểu như là ở trong cái ở cái light của Bivalent thì cái sản phẩm này người ta muốn nhấn mạnh đó rằng là kiểu như độc nhất, nó không bị trùng một cái chức năng gì và nó rất là mới lạ. Kiểu như là bình thường thì sẽ có rất là nhiều con giữ nếp cao đúng không ạ, và rất cao, Goldnicker này, Silver Fox này, Iron McClay này, đấy kiểu thế. Thì con này là một con rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, kiểu ba con vừa rồi mình kể chưa có con nào nhẹ nhàng bằng, thậm chí là ví dụ như Power Mate thì cũng không nhẹ bằng. Cái kiểu người ta muốn nhấn mạnh như thế, kiểu kiểu vậy. Và người ta ghi ở đây là Natural Shine. Thì nếu mà theo đúng cái kinh nghiệm của mình thì Natural Shine là khá là bóng. Kiểu như là nếu người ta viết là Natural Shine thì người ta đang muốn miêu tả cái màu tóc, cái độ bóng của tóc,
và cái độ bóng mượt bóng khỏe của một cái mái tóc tốt hoàn hảo, thì đấy cũng là một cái biểu tượng, một cái nói sao nhỉ, bóng khá là cao. Mình không có một cái tin tưởng lắm vào cái việc natural size. Natural ở đây có thể luôn là độ bóng nó sẽ phụ thuộc theo cái độ bóng tự nhiên của tóc, cũng có thể lắm, bởi vì mỗi nhà sản xuất sẽ có một cái công bố riêng, sẽ có một cái thang thước đo riêng của riêng họ, và vì thế nên là chúng ta cũng không thể nào nói rằng là nó phải như thế này và nó phải như kia được, nên rất rất là hạn chế các bạn. Rồi chúng ta đi lên mà sau chúng ta có hướng dẫn sử dụng bằng 2 thứ tiếng này, thành phần này, cảnh báo này, mấy cái vấn đề mà biểu tượng mà kiểu mạng xã hội của Pavilion đấy ạ. Hạn dùng 12 tháng, dung tích 155 ml, 5,24 ounce, trang web, địa chỉ, mã vạch, mã sản phẩm. Ngoài ra chúng ta không có gì. Và cái thực sự ra mình thích nhất ở đây là gì? Người ta chọn cái màu sắc. Cái này thì hình như là màu vàng đồng. Vàng đồng các thì phải các bạn. Tức là nhìn trông rất là sang mắt. Nhìn trông rất là sang mắt. Nhìn cảm giác nó có một chút gì đấy chắc chắn. Cái màu sắc nó khiến mình gợi nhớ đến cái biểu tượng như vậy, bởi vì vàng đồng mà, cứ nghĩ đến đồng là một cái gì đấy chắc chắn lắm. Thực ra thì đây cũng không phải một cái gì mà theo cái quan điểm khách quan, tức là mọi người đều nhìn vào như thế, nhưng đây chỉ là cái chủ quan của mình, cái cảm nhận của mình. Đó. Bản thân mình thích cái màu sắc này, cái thiết kế thì sao? Chúng ta không có gì mới, chúng ta có một cái nét gì đấy ở đây, không biết là vẽ lung tung hay vẽ có chú ý nữa. À, nó giống như kiểu như là khi bạn đổ sơn vào nước ấy, thì nó loang đấy. Đó. Ở đấy có phiên cái dòng gì khác, thực ra ở đây có đúng cái dòng khác so với bản thường, ngoài màu sắc ra đây là limited edition và new sen, chả có gì khác mấy. Thì để mà miêu tả về cái mùi hương của cái sản phẩm này, mình muốn dành rất là nhiều thời gian để nói với nó. Đây là một cái mùi thường hoa quả, có một chút hương kẹo cao su bắp gang một chút, mà nó là những cái và mình cảm giác rằng là thực ra thì đây không hẳn là chính xác theo mình là vừa nói là mùi bắp gang, mùi kẹo cao su, bởi vì sao? Bởi vì là nó chỉ liên tưởng một ít ít thôi, chứ còn nếu mà để mà nó chính xác giống mùi bắp gang hoàn toàn thì cái mùi này không phải. Thế nên là để mà miêu tả cho các bạn na ná dễ hình dung với những đã từng ngửi cái kẹo X4 mùi trái, vị trái cây rồi, thì cái hương này nó cũng kiểu na ná như vậy, nó cũng kiểu rất là dễ chịu, kiểu kiểu như vậy. Thế nên là mình nghĩ rằng nó sẽ có một chút mùi bắp gang và một phần lớn là những cái mùi trái cây thiên hướng ngọt, mà thực sự ra mình cũng không cũng rất khó để miêu tả cho các bạn ở đây là gì, bởi vì là đầu tiên là có thể cái mùi nó bị lẫn vào với nhau, cái thứ hai rằng là Pavilion sử dụng cái mùi nó không chính xác so với cái mùi ở ngoài đời thật, thế nên là mình rất là khó để có thể giải thích cho các bạn, miêu tả cho các bạn về cái phần mùi hương này, nhưng mà mình có thể nói với các bạn rằng đây mùi hương ngọt và rất thơm, rất thơm. Mà đây là cái chai mà mình đã để 2 năm rồi vẫn còn hạn sử dụng. Mình thề các bạn, mình nói không điều. Mình nói không điều. 2 năm, hơn 2 năm. Từ 2018 thì vậy. Từ 2018. Cái chai này khi mà mình nhận nó về mình rất là thích. Và mình chỉ dùng cho những cái dịp đặc biệt. Và đến bây giờ nó vẫn còn mùi, vẫn còn dùng được, không bị biến chất, không biến mùi, xịt lên tóc không bị gầu. Đó là một cái rất hay của sản phẩm nước ngoài mà mình không nhìn thấy rằng sản phẩm Việt Nam cũng có cái ưu điểm như vậy. Không phải là dìm hàng đâu, nhưng mà thực sự như vậy nó một cái chuyện khá là buồn, bởi vì là tất nhiên là khuyến cáo của nhà sản xuất thì ai cũng muốn là người sử dụng sẽ hủy sản phẩm đi sau 12 tháng, bởi vì nó có tỷ lệ là bị mất cái chất bảo quản bên trong và cái hiệu năng sử dụng sản phẩm nó không được như lúc mới nữa. Tuy nhiên rằng là nếu mai lại có cái nếu thường ấy, thường thì họ sẽ nói sao nhỉ?
cái hạn sử dụng của một con sáp nó sẽ lâu hơn như thế. Mình chỉ khẳng định với các bạn. Và những cái sản phẩm ở Việt Nam thì thường không được đến như thế, nó sẽ bị khô cứng hoặc là chảy búp dầu hoặc là mất mùi. Cái đấy rất là bức xúc đối với mình, thế nên là nói như vậy thôi, chứ còn để mà làm, để mà thay đổi được thì bản thân mình cũng không thể nào được. Thì thôi, quay lại cái vấn đề chính là cái con Sidekick Zero này mình đã để 2 năm và nó không bị làm sao cả. Thế nên là các bạn cứ yên tâm mà mua Sidekick tất cả các phiên bản. Mình thực sự ra mà nói thì cái chai Sidekick thường còn hạn sử dụng của nó cũng tương tự như chai Sidekick này, mình còn để lâu hơn và nhiều hơn, bởi vì Sidekick thường là một trong những cái bản sản phẩm mà với mình xịt lên rồi gần như không cần dùng thêm sản phẩm gì nữa trên tóc đó. Thì chúng ta sẽ có chai Sidekick Zero với ai nhầm sợi lại Sidekick Zero, chai kích bản giới hạn với vòi xịt như bình thường. Tuy nhiên một cái lưu ý ở đây với các bạn rằng là gì, ví dụ các bạn đang ướt đang ẩm như mình bây giờ đúng không, hãy cố gắng làm sao mà cảm nhận được cái lượng xịt nó đã đều lên tóc chưa. Nếu không thì các bạn hãy cứ vuốt như này cho nó đều, bởi vì có một lưu ý rất rất lưu ý là nếu các bạn xịt nhiều thì Sidekick bất kỳ phiên bản nào nó cũng sẽ khiến cho tóc các bạn cứng lại. Và đó là một cái điều mà mình cũng không biết là nói là hay hay dở nữa, nhưng mà tất nhiên là mình sẽ vẫn phải chừa chỗ cho những cái sản phẩm để mà hoàn thiện kiểu tóc đúng không ạ? Thì đấy, không nên xịt nhiều quá. Tất nhiên là về form nóng cục thì một số người thích như thế thì mình cũng không chê trách gì. Tuy nhiên rằng là xịt vừa đủ thôi, dù gì nó cũng chỉ là một sản phẩm styling, lấy nếp tóc lên cho nó có độ phồng này nọ kia, đấy, một chút mùi hương bảo vệ nhiệt nọ kia thì thế tốt hơn. Chứ còn đừng cố gắng biến nó thành sản phẩm hoàn thiện kiểu tóc thì nó cứ kiểu gì, nó cứ kiểu sai sai kiểu gì. Tất nhiên là mình vẫn dùng được thôi, nhưng mà nó vẫn sai, sai thì nó vẫn là sai thôi. Thì bây giờ mình sẽ sấy nha các bạn, sấy nha.
Kính thưa bạn, mình đã hoàn thiện xong cái sử dụng sản phẩm Bivalent Sidekick phiên bản giới hạn Limited Edition mùi mới. Đây là một cái lý do mình rất là thích nó, bởi vì đầu tiên nó có thể tối đa độ phồng trên tóc của mình. Cái thứ hai, một cái độ dích nhẹ nhẹ, khô thì vẫn như vậy các bạn nhé, khô thì vẫn như vậy. Có nó chỉ khác so với chai Sidekick bình thường ở một cái tỷ lệ rất là bé, có thể rơi tầm khoảng 10-15% gì đấy, nó sẽ nhẹ nhàng hơn chai Sidekick bình thường một chút thôi, chứ nó không quá rõ rệt. Và bởi vì thêm nữa là cái mùi hương, nếu mà chai Sidekick bình thường các bạn mua về nó mùi cồn rất là nhiều, thì chai Sidekick Zero này gần như đã có một cái xử lý mùi nó rất là tốt. Ngoài ra thì như Sidekick bình thường, bảo vệ nhiệt tốt, tạo phồng tốt. Với mái tóc mình, với riêng mái tóc mình thì tạo texture thì cũng không nhiều lắm. Đó. Và độ bóng ở trên sản phẩm thì sao? Thực ra thì nói là natural hold, natural shine thì đấy, như mình giải thích lúc mà mình đọc về cái dòng đấy thì nó sẽ phụ thuộc vào độ bóng ở trên tóc của mình. Nó sẽ phụ thuộc vào độ bóng trên tóc của mình. Thế thành ra là nó có thể coi rằng là nó không gây bóng. Nên là đấy, để mà giải thích cụ thể cho các bạn rằng là mỗi hãng sẽ có một cái thang vốt riêng, một cái thang mà định hướng riêng cho người sử dụng. Họ sẽ nói khác nhau chứ họ không nói giống nhau. Thì chính vì thế là đây, natural shine của Bivalent, tức là không có để lại một cái gì ở trên tóc. Đó. Thì hơi khó hiểu một chút nhỉ. Chốt lại thôi, nói chung là cái vấn đề mà nhà này cũng natural mà nhà kia cũng natural mà sao cái nhà kia nó lại bóng hơn nhà này, nó là một cái vấn đề chung chung ở trên cái mức độ là giống nhau về mặt chữ thôi, thế còn về mặt nghĩa thì không phải ai giống nhau kiểu như vậy. Đây không phải khen đâu, nhưng mà để mà nói nhận xét chung nha. Có natural shine thật hay không thì xin thưa là không. Natural shine này thường nó ở giữa cái đoạn mà mid với cả lên đến medium ấy. Lâu, mid lâu đại khái là ở cái đoạn mà mid lên đến medium kiểu thế. Với mình thì lâu thì sẽ ít bóng hơn mid. Và tôi lại để một cái sản phẩm có đáng mua không, thì xin thưa các bạn, đây là một sản phẩm đáng mua. Sidekick bình thường đáng mua rồi, Sidekick mà đổi mùi thơm hơn, xử lý mùi tốt hơn, mùi cồn tốt hơn và bớt trâu bò đi một chút thôi nha, là một cái phiên bản hoàn hảo của Sidekick, không có thể chê trách được gì cả. Hãy mua nó nếu các bạn có cơ hội mua. Còn nếu mà ở trong góc độ các bạn xem clip này chỉ để tăng cái độ hiểu biết và có một chút gì đấy thấy thú vị với sản phẩm Bivalent Sidekick phiên bản giới hạn thì ok, không sao cả. Cảm ơn các bạn đã xem và cảm ơn các bạn đã ủng hộ clip mình, kênh của mình rất nhiều thứ. Cảm ơn đã bình luận, cảm ơn đã chia sẻ, cảm ơn đã quan tâm. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn đẹp trai. Mình review xin hết ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với những điều thú vị, những cái rất là hay ho mà chắc chắn là các bạn vẫn đang rất là mong chờ. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Chào tạm biệt nha.